thì em sẽ đào đọc tên những người ít tuổi nhất cho đến người nhiều tuổi nhất, được không ạ? Em xin mời bé Hương. Bé Hương ạ. Bé Hương. Đây là bé gái ít tuổi nhất công ty mình. Học sinh trung học mới năm mới năm đang mới mới có 18 thôi. Bây giờ em cần một bạn đang 6 múi. Chị có đấy. Nào. Năm ngoái thì chúng ta cũng biết là bóng bà là gì rồi. Thay mặt toàn thể anh em MCC chúc em thành công với cuộc sống. Và năm nay có lấy chồng nữa thì lấy nhá. Thế đây cái lúc mà người ta chụp ảnh mày đi ra em được không? Em phải lấy bông xuyên vai lại chửi. Chị nói không chú ý. Chị Hương à, chiều cao đấy, đi thêm đôi 50 phân nữa. Bây giờ mới chụp ảnh à?
em mời ba chị về tôi xong rồi. Về 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 chọn ai? Chọn anh Nguyên. Ai mà cao to nhất luôn? Nguyên ơi! Nguyên đâu anh ạ? Nguyên đâu? Cao to đẹp dài luôn. Đây đây em. Nguyên đây 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 đây. Cao to. Đây, ngoài hai bạn. Chẳng ai phải thở lá đấy. Cao to gì nữa? Chị phải hỏi ý em ơi, chị cầm ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.